Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói về một cơ hội lớn, cơ hội làm giàu chỉ đến một lần trong cả thập kỷ, giai đoạn năm 2024 và năm 2025 sắp tới, mang đến cho chúng ta những biến động kinh tế, sự chuyển dịch đầu tư và những tài sản tiềm năng có thể giúp bạn có thể thay đổi tình hình tài chính. Vậy những loại tài sản sẽ giúp bạn làm giàu trước năm 2026? Hãy cùng khám phá trong video này nhé. Trước tiên, để hiểu tại sao đây là cơ hội 10 năm mới có một lần, hãy nhìn vào bối cảnh hiện tại, các yếu tố đang thúc đẩy sự thay đổi bao gồm biến động kinh tế sau đại dịch, áp lực lạm phát tăng cao, chính sách của các ngân hàng trung ương và sự phát triển của công nghệ số. Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mà các tài sản truyền thống như vàng, bất động sản, tiền mặt gặp nhiều thách thức. Điều này đẩy giới đầu tư tìm kiếm những loại tài sản mới có tiềm năng sinh lời lớn hơn. Vậy đâu là loại tài sản có khả năng giúp bạn tạo dựng ra tài sản đáng kể trong năm 2024 và năm 2025? Đầu tiên, tiền kỹ thuật số, cryptocurrency. Tiền kỹ thuật số, đặc biệt là các loại stablecoin và tiền điện tử phi tập trung, đang trở thành những lựa chọn đáng tin cậy trong danh mục đầu tư của nhiều người. Khi Bitcoin và các altcoin ngày càng được chấp thuận rộng rãi khi mà chúng mang lại cơ hội lớn cho những nhà đầu tư. Đầu tư vào các dự án blockchain có giá trị, có tính ứng dụng cao và những đồng coin có công nghệ tốt là cách tiếp cận thông minh, đặc biệt Bitcoin trở thành nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp khủng hoảng kinh tế. Thứ hai là vàng và bạc. Vàng và bạc luôn là loại tài sản an toàn trong những thời điểm bất ổn. Nhưng hiện nay, với các chính sách tài khóa và sự mất giá của đồng tiền pháp định, các kim loại quý này sẽ có sức hấp dẫn lớn hơn nữa. Hãy xem xét và tích lũy vàng vật chất, bạc hoặc thông qua các quỹ ETF để bảo vệ tài sản của bạn trong những năm sắp tới. Thứ ba là cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI. Trong 10 năm tới thì trí tuệ nhân tạo và công nghệ số sẽ định hình lại toàn bộ nền kinh tế. Các công ty lớn hay các doanh nghiệp AI sẽ có tiềm năng sinh lời khủng khiếp, đầu tư vào những công ty có những sản phẩm sáng tạo và phát triển trong lĩnh vực AI, robot, xe tự lái có thể mang lại lợi nhuận lâu và bền vững. Thứ tư là bất động sản công nghiệp và nhà ở khu vực đô thị mới. Dù có nhiều biến động trong thị trường bất động sản, phân khúc công nghiệp, kho bãi và khu đô thị vệ tinh lại đang phát triển mạnh mẽ. Với nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển logistics, bất động sản công nghiệp sẽ là một điểm sáng trong dài hạn. Hãy tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các khu vực có cơ sở hạ tầng tốt, khu đô thị mới hoặc các khu công nghiệp phát triển. Tuy nhiên thì không phải cứ đầu tư là có thể thành công. Bạn cần tìm hiểu rõ cách quản lý rủi ro để bảo toàn vốn. Đầu tiên đó là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Không chỉ nên tập trung vào một loại tài sản duy nhất. Hãy xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, có thể cân đối giữa loại tài sản truyền thống và tài sản mới để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Thứ hai là cập nhật thị trường liên tục. Thế giới đầu tư thay đổi rất nhanh chóng, vì vậy bạn cần luôn cập nhật thông tin thị trường, nghiên cứu các xu hướng mới và điều chỉnh danh mục đầu tư kịp thời. Học hỏi từ những người có kinh nghiệm, tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, tham gia các diễn đàn đầu tư để nắm bắt kinh nghiệm thực tế sẽ giúp bạn tránh được sai lầm phổ biến. Cơ hội lớn chỉ xuất hiện khi mà bạn sẵn sàng nắm bắt nó. Nếu bạn đã nhận ra đây là thời điểm có thể thay đổi cuộc sống tài chính của mình, thì đừng chỉ ngồi yên và quan sát. Hãy lập kế hoạch và bắt đầu hành động. Dù chỉ là một bước nhỏ, hãy tận dụng triệt để giai đoạn năm 2024 này để đầu tư vào những loại tài sản mà bạn tin tưởng. Cuối cùng thì chúc bạn may mắn trên hành trình xây dựng tài sản của mình. Hãy nhớ rằng mỗi một thập kỷ sẽ có những cơ hội để chúng ta có thể làm giàu. Năm 2024 và năm 2025 có thể là thời điểm bạn thay đổi cuộc sống tài chính của mình. Vậy nên là đừng bỏ lỡ. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn like video và hãy nhấn vào nút quả chuông thông báo để ủng hộ cho team HTR Suite các bạn nhé. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.